Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an tỉnh Đồng Nai vừa chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe bán tải và tàu hỏa tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, khiến 2 người tử vong, ít nhất 3 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 28 tháng 7, tại vị trí giao cắt giữa đường sắt và đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, xe ô tô bán tải biển số 60C59705 đi từ đường hẻm ra đường ray. Sau đó cố vượt qua khi tàu hỏa đang di chuyển qua vị trí đường ngang trên đường Phạm Văn Thuận. Lúc này, tàu hỏa đang lao tới và tông vào phần đuôi xe ô tô bán tải. Chiếc xe bị hất văng vào một xe ô tô chở rác bên đường. Bước đầu ghi nhận vụ va chạm khiến một nhân viên thu gom rác và một bé trai khoảng 13 tuổi tử vong tại chỗ. Ít nhất 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Theo nhân viên trực tại chốt đường sắt, thời điểm xảy ra vụ việc, tàu hỏa đã gần tới. Barrier đã được hạ xuống, nhân viên cũng thổi còi liên tục nhưng xe bán tải vẫn tiếp tục di chuyển tới và xảy ra va chạm với tàu hỏa. Sau khi xảy ra sự việc, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo xác minh nguyên nhân vụ tai nạn. Tàu hỏa phải dừng lại để phối hợp cùng lực lượng chức năng xác minh, làm rõ vụ tai nạn. Tới 22 giờ 15 phút ngày 28 tháng 7, chiếc xe tải gây tai nạn được lực lượng chức năng di rời khỏi hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, liên quan tới vụ xe container tông vào nhà dân khiến 3 người tử vong. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Đắk Nông, qua trích xuất dữ liệu từ Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, xe đầu kéo biển kiểm soát 50H058.81 chạy với vận tốc 84 km/h ở thời điểm xảy ra tai nạn vào lúc 8 giờ 3 phút. Tốc độ này vượt 40% so với tốc độ cho phép ở đoạn đường xe đang lưu hành, 60 km/h. Dữ liệu cũng cho thấy xe đầu kéo tăng tốc rất nhanh trong thời gian ngắn trước khi xảy ra tai nạn. Camera an ninh của người dân cũng ghi lại hình ảnh xe đầu kéo chạy với tốc độ cao, vượt một xe đầu kéo khác rồi mất lái lao vào dãy nhà dân bên đường. Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế Hoàng Văn Nghĩa chỉ bị thương nhẹ. Người này đã đến công an xã Đắk Rơ La, huyện Đắk Min để trình diện. Công an xác định tài xế này không có nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể khi điều khiển xe. Như đã thông tin trước đó, vào khoảng 8 giờ 10 phút ngày 25 tháng 7, tại km 1818+100 đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc thôn 11, xã Đắk Rơ La, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông. Vào thời điểm nêu trên, anh Nguyễn Sĩ Trưởng, 33 tuổi, trú tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, điều khiển xe container biển kiểm soát 50H450.00 kéo theo rơ móc di chuyển theo hướng thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông đi thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Khi đến km 1818+100 đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc thôn 11, xã Đắk Rơ La, huyện Đắk Min, thì xe của anh Nguyễn Sĩ Trưởng bị xe container biển số 50H058.81 do Hoàng Văn Nghĩa, 36 tuổi, trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An điều khiển, chạy cùng chiều, tông vào đuôi. Cú tông mạnh khiến xe container do Hoàng Văn Nghĩa điều khiển mất lái, lao vào 6 nhà dân ven đường, cùng chiều xe này chạy. Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong, gồm hai anh em ruột Hoàng Minh Dũng sinh năm 2009 và Hoàng Minh Quang sinh năm 2006 đang ở trong nhà, và ông Nguyễn Quang Chiến, 57 tuổi, đều trú tại thôn 11, xã Đắk Rơ La, huyện Đắk Min. Vụ tai nạn còn khiến bà Đặng Thị Thủy, 58 tuổi, trú tại thôn 11, xã Đắk Rơ La, bị thương, hiện đang được cấp cứu. 6 ngôi nhà và tài sản trong nhà bị xe tông hư hỏng thiệt hại nặng, xe container do anh Trưởng lái bị vỡ nát phần đầu và nhiều bộ phận khác. Vào lúc 17 giờ ngày 27 tháng 7, tại km 360 cao tốc Mai Sơn – Cao Bồ, thuộc địa phận xã Công Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một xe khách bị thiêu rụi. Vào khoảng thời gian trên, xe khách của nhà xe Văn Minh chở theo khoảng 30 người đang di chuyển theo hướng Hà Nội – Nghệ An thì bất ngờ phát hỏa. Ban đầu là khói đen, sau đó ngọn lửa bùng lên bao trùm ô tô, tạo thành cột khói cao hàng chục mét. Tài xế xe khách vội tấp vào làn khẩn cấp, hành khách trên xe cũng nháo nhào thoát khỏi phương tiện. Lửa kèm theo tiếng nổ lớn đã khiến cho các phương tiện lưu thông cùng chiều phải dừng lại, cách vụ cháy khoảng 700 mét để giữ an toàn. Đến 17 giờ 45 phút, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt, tổ chức phun nước dập lửa. Tuy nhiên, xe khách đã cháy rụi, trơ khung. Giao thông trên tuyến vẫn tạm thời bị phong tỏa. Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân hỏa hoạn. Thưa quý vị, hoạt động tích nước của hồ chứa thủy điện gây ra hàng trăm trận động đất kích thích tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum trong hơn 3 năm qua.
Tuy nhiên, trận động đất có độ lớn 5 độ Richter xảy ra trưa ngày 28 tháng 7 là trận động đất có cường độ mạnh nhất gây rung chấn cho toàn bộ Tây Nguyên và nhiều tỉnh miền Trung. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần phát đi cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2. Trận động đất xảy ra lúc 11 giờ 35 phút 10 giây giờ Hà Nội trưa ngày 28 tháng 7 tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum với độ lớn 5 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Đây là trận động đất mạnh nhất từng ghi nhận được ở khu vực này. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, trận động đất đạt ngưỡng độ lớn trung bình, các địa phương cần kiểm tra đánh giá thiệt hại. Cơ quan này đã phát đi cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2 do động đất. Sau trận động đất 5 độ Richter vào trưa ngày 28 tháng 7, trong chiều và tối ngày 28 tháng 7, khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum ghi nhận thêm 8 rung chấn liên tiếp. Tuy nhiên, hầu hết các rung chấn này nhỏ, ít khả năng gây ra thiệt hại. Theo đó, sau rung chấn mạnh 5 độ Richter, vào 15 giờ 32 phút 28 giây giờ Hà Nội, thêm một trận động đất có độ lớn 2,6 độ Richter xảy ra ở độ sâu khoảng 12,1 km trên khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Trận động đất tiếp theo xảy ra sau đó hơn một tiếng, vào lúc 16 giờ 49 phút 51 giây có độ lớn 2,6 độ Richter. Đáng lưu ý, chỉ trong gần 20 phút, từ 17 giờ 9 phút 5 giây đến 17 giờ 38 phút 37 giây, 4 trận động đất liên tiếp đã xảy ra ở khu vực này, tất cả đều có độ lớn dưới 3 độ Richter. Riêng 2 trận động đất xảy ra trong tối ngày 28 tháng 7 có độ lớn 3,5 và 3,8 độ Richter. Người dân sống ở vùng tâm chấn động đất có thể cảm nhận được rung lắc nhẹ từ 2 trận động đất này. Hiện tại chưa có thống kê thiệt hại do trận động đất gây ra. Tuy nhiên, khu vực Tây Nguyên và các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ nước ta cảm nhận được rung chấn từ trận động đất này. Tại thành phố Đà Nẵng, người dân cảm nhận rõ rung chấn từ trận động đất này. Nhiều người dân sống ở chung cư chạy ra khỏi nhà sau khi cảm nhận được rung lắc. Tại các tỉnh Tây Nguyên như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông hay các tỉnh miền Trung như Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đều ghi nhận phản ánh của người dân về tình trạng rung lắc. Hơn 3 năm qua, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum là điểm nóng xảy ra động đất ở Việt Nam với hàng trăm trận động đất ghi nhận được, gấp nhiều lần số động đất ghi nhận được ở khu vực này trong hơn một thế kỷ trước. Trận động đất ở Con Plong, tỉnh Kon Tum được các nhà khoa học của Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận định là động đất kích thích xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên. Động đất kích thích tại Con Plong, tỉnh Kon Tum được nhận định có thể kéo dài trong nhiều năm tới. Động đất kích thích cũng xảy ra theo chu kỳ, có những thời điểm động đất xảy ra dồn dập, có thời kỳ yên tĩnh hơn, liên quan chặt chẽ đến quá trình vận hành tích nước của hồ chứa thủy điện. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, mới đây tại khu vực Con Plong, tỉnh Kon Tum đã hoàn thiện hệ thống quan trắc động đất. Một đề tài nghiên cứu về động đất kích thích trong khu vực đã được phê duyệt và triển khai. Đây sẽ là cơ sở để làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến động đất kích thích ở khu vực này. Tại Việt Nam, động đất kích thích từng xảy ra tại Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Sông Chanh 2, Thủy điện Đắc Đờ Rinh. Trong đó, động đất kích thích xảy ra tại Sông Chanh 2 kéo dài hơn 10 năm với hàng trăm trận từng gây xáo trộn đời sống người dân hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam trong thời gian dài. Động đất kích thích có thể kéo dài vài năm, nhưng cũng có thể kéo dài vài chục năm như từng xảy ra tại Ấn Độ. Ngày 26 tháng 7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh, video văn hóa phẩm đồi trụy và danh sách lây nhiễm HIV gắn ghép với một nữ nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, gây hoang mang và bức xúc trong dư luận. Liên quan đến vụ việc, ngay trong ngày 27 tháng 7, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, đơn vị cho biết đã có văn bản báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh về vụ việc cô gái bị đồn lây nhiễm HIV cho nhiều người đang gây xôn xao dư luận, trong đó khẳng định nội dung nêu trên là sai sự thật. Cũng theo kết quả rà soát của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên thì không có trường hợp nào bị nhiễm HIV như thông tin trên mạng xã hội chia sẻ.
Trước đó, những bài viết trên các nền tảng mạng xã hội còn đăng tải hình ảnh một cô gái trẻ với khuôn mặt khả ái cùng danh sách hàng chục người được cho là bị lây nhiễm HIV. Cũng trong chiều cùng ngày, thông tin phát tán trên mạng xã hội, đại diện công đoàn cơ sở công ty Samsung nơi nữ nhân viên làm việc đã lên tiếng bác bỏ tin đồn trên và khẳng định những người có tên trong danh sách được đăng tải trên mạng xã hội không phải người của phía công ty. Về phía chị CTD, cô gái trong vụ việc đã đến cơ quan công an trình báo tố giác. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ. Ngay trong ngày 26 tháng 7, Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã triệu tập bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1986, trú tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên và tiến hành xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải nội dung khiếm nhã, thông tin không đúng về vụ việc nêu trên. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!